Rồi, ok, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục kể chuyện đêm khuya. Thì video này là đánh giá và cảm nhận chủ quan của mình vào cái về văn học. Thì nói chung là mình không có ý nói xấu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Thì cụ thể như sau, thì dạo đây mình thấy cái tấm hình này được chia sẻ khá nhiều ở trên Facebook. Và nói chung thì hầu như mỗi người đều có cái đánh giá của riêng mình. Có người ủng hộ, có người chống đối. Vậy thì mọi chuyện căn nguyên nó là do đâu? Thì đầu tiên mình muốn nói là tác giả Hans Andersen là một trong những nhà văn vĩ đại của thế giới. Ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều câu chuyện hay và chứa đầy ý nghĩa. Tất nhiên là cảm nhận văn học của mọi người thì mỗi khác, cho nên là không thể ai đòi hỏi ai cũng phải nhìn nhận vấn đề giống ai được. Nhưng mà nói chung thì những cái câu chuyện mà tác giả này kể thì nó chứa nhiều cái ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên là không phải ai cũng hiểu hết được, cũng như do qua cái quá trình tiếp thu thì chúng ta cũng không phải lúc nào chúng ta cũng được xem xét cái nguyên bản, mà lúc thì chúng ta xem được cái là dị bản, và điều đó thì dẫn đến là nó có cái sự khác biệt về mặt quan điểm. Thì chủ yếu là cái vấn đề này nó đến từ cái câu chuyện tranh cãi là thông qua cái câu chuyện được kể của Einstein trong cái sách giáo khoa đó. Thì do cái có nhiều bạn hơn mình thì mình không biết là có để ý kỹ hay không, thì rõ ràng cái đó người ta đã ghi là trích đoạn rồi. Trích đoạn tức là chỉ viết một phần, chỉ lấy một phần chứ không có lấy hết. Cho nên là tất nhiên là chính vì lấy mà không lấy hết, cho nên là nó mới một số cái ý nghĩa của câu chuyện nó mới bị mất đi. Rồi thì ok, hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn nhận định lại về cái câu chuyện này. Đó là cái câu chuyện người mẹ và thần chết. Thì đơn giản mọi thứ nó như sau. Có một người mẹ đang chăm sóc con, thì thần chết đến bắt cái đứa bé đó đi. Ở đây chúng ta ngụ ý hiểu là đứa bé này vì một lý do gì đó mà nó chết nha, chứ không phải là thần chết là tự nhiên bắt nó đi đâu. Thần chết là một cái vị thần rất là công tâm, ông ấy không bao giờ bắt oan ai bao giờ cả. Tới số ông mới bắt, còn không tới số ông không bao giờ ông đụng tới, tốt xấu gì ông không cần biết. Thì nói chung như các bạn biết đó, thần chết là một cái vị thần rất là công bằng, và ông ấy làm việc rất là tận tâm với cái công việc của mình suốt bao nhiêu năm qua. Thì tất nhiên lòng người mẹ nào mà chả thương con, các bạn thấy thần chết bắt con mình đi, thì người mẹ này tìm mọi cách để đến nơi của thần chết mà xin cho đứa con mình được sống lại. Thì theo những gì câu chuyện được kể mà tóm tắt ngắn gọn thì bà ấy đã phải ôm cây gai để ngủ, thậm chí là sau đó đã phải hiến tế đôi mắt của mình cho một cái hồ nước để mà có thể đến được vương quốc của thần chết. Thì khi đến nơi á, thần chết vẫn ra tiếp bà, và ông ta cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi mà người mẹ này có mặt được ở đây. Thì lúc này người mẹ mới cầu xin thần chết hãy trả lại con cho bà ta, và tất nhiên thần chết không chịu. Người đã chết rồi thì tất nhiên không được sống lại, các bạn hiểu không? Rồi, thì người mẹ này lúc đó cái khu vườn, cái nơi ở của thần chết thực chất cũng không phải là một cái nơi gì đó đáng sợ đâu, mà nó là một cái khu vườn với rất là nhiều hoa, mà mỗi bông hoa đó là tượng trưng cho một con người. Thì lúc này người mẹ vì muốn cứu con mình cho nên bà ấy đã có một hành động tương đối sai, đó là bà ấy đã lấy tay và dọa sẽ ngắt một bông hoa khác nếu mà thần chết không chịu trả con cho bà ta. Thì thần chết lúc này mới nói rằng là ngươi đã đau khổ rồi mà còn ngươi còn muốn một người mẹ khác đau khổ như ngươi hay sao? Thì người mẹ này nghe vậy thấy cũng hiểu được là mình sai, cho nên nó là ngưng lại. Và sau đó thì thần chết đã trả lại đứa con cho người mẹ này. Tuy nhiên thì thần chết còn dẫn bà ta đến một cái giếng, và sau đó lấy lại đôi mắt để trả cho người mẹ này. Đồng thời ông ta thả cái bông hoa của đứa con xuống cho người mẹ này xem. Thì người mẹ này thấy đó là một cái cuộc sống mà nó đau khổ về sau của đứa trẻ này. Và từ đó bà ấy hiểu rằng là nếu như mà tương lai thật sự mà con mình nó phải chịu khổ nhiều như vậy, vì thế bà ấy mới quỳ xuống khóc và xin thần chết hãy là mang đứa con của bà ấy đi, bởi vì nếu thật sự tương lai nó đau khổ gì thì thôi để nó chết tốt hơn. Và thần chết thì vẫn rất là vui lòng mang đứa trẻ đó đi và đem cái bông hoa của đứa trẻ đó lên trồng ở trên thiên đàng. Thì ở đây đó là cái câu chuyện mà tác giả Einstein truyền đạt. Còn như ở trong cái phần mà chúng ta đọc trong sách giáo khoa đó, thì nó ngưng ở ngay cái chỗ đó là thần chết trả lại đứa con cho người mẹ này. Vậy thì rốt cuộc thông qua câu chuyện này tác giả Einstein muốn nói cái điều gì? Thì theo mình nó như thế này nè. Thứ nhất, đầu tiên về phía người mẹ, thì dẫu là trong bản trích đoạn hay là trong cái bản nguyên gốc, thì cái người mẹ này thực chất cũng luôn luôn là một cái người mẹ luôn yêu thương con. Mẹ là thương con vô điều kiện, và đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều muốn truyền tải. Và có lẽ là do cái câu chuyện này nó có quá nhiều ý nghĩa, cho nên là khi mà được đưa vào sách giáo khoa, mà đặc biệt để dạy cho học sinh tiểu học, những đứa trẻ mà giống như nó chưa có phát triển đủ để mà nó hiểu hết mọi chuyện, thì người ta phải buộc lòng phải trích đoạn, phải cắt bớt đi, chứ không thì nó lại quá nhiều ý nghĩa, mà thậm chí là nhiều quá thì học sinh nó dễ hiểu sai. Đó, thành ra là mình không có phản đối cái việc mà cắt bớt cái nội dung của cái câu chuyện này khi mà được truyền đạt cho học sinh. Nhưng mà sao?
người mẹ này ngay cả dù ở trong bản gốc hay là ở trong cái bản được trích đoạn thì rõ ràng bà ấy cũng đã sai rồi. Sai ở chỗ nào? Sinh tử là chuyện của đất, là chuyện thường tình của đất trời. Việc mà đưa làm một người chết sống lại đó là đảo lộn trật tự càn khôn, là một cái việc hết sức không nên làm. Sống chết đều là có số cả. Thành ra là chúng ta không nên mà miễn cưỡng mà cứ phải đòi là người thân của mình phải được sống. Điều đó thực chất chưa, bởi vì để họ sống thì chưa cũng chưa chắc là tốt. Đó là cái về phần của người mẹ này. Thì đó, bà ấy cũng như bao nhiêu người mẹ khác thôi, đều là những người phụ nữ mà thương con mà vô mình, vô điều kiện. Nhưng mà rõ ràng chính vì cái tình thương vô điều kiện đó mà dẫn đến bà ấy có những cái hành động mà nó sai trái, nó không đúng. Nhưng mà ít nhất là bà ấy biết ngưng lại kịp thời chứ không có cố chấp. Còn về phía thần chết thì như thế nào? Thì thứ nhất như mình đã nói đó, thần chết là một vị thần rất là công bằng. Ông ta ai tới số thì ông ta bắt đi thôi, chứ ông ấy không có bao giờ mà bắt oan ai cả. Và ông ấy đã luôn luôn làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Và các bạn để ý nha, thần chết á, về cơ bản ít ai thờ cúng cho cái ông này lắm. Mà thường những tôn giáo, những cái tín ngưỡng nào mà thờ cúng cho ông này thường bị xem là dị giáo, là tà giáo không à. Thành ra các bạn cứ hiểu đơn giản như nè, trong suốt bao nhiêu năm qua thần chết vẫn làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà ông ấy không hề cần hương khói của nhân dân. Các bạn thấy không? Rõ ràng ông ấy là một người rất công tâm, đúng nghĩa cần kiệm liêm chính luôn đó. Một cái vị thần mà rất là tuyệt vời, mà nếu mà công chức mà ai cũng được như cái ông thần này thì dân được hưởng phước rồi các bạn. Cái đó mình nói thật, dẫu ở trong chế độ nào thì chúng ta cũng rất cần những cái người công chức như cái ông thần chết này. Rồi đó là một. Thứ hai là gì? Thần chết là một vị thần có sức mạnh rất to lớn. Lưu ý là ông ấy đứng đầu ở dưới địa ngục, thành ra là nếu nói là pháp luật thì ông ấy cũng rất là cao, có chăng là dưới thượng đế thôi. Nhưng mà trước khi mà có người đến cái vương quốc của ông ta, đến cái nơi ông ta đang làm việc, mà thậm chí là có hành vi sai trái là sẽ lấy đi tính mạng của một con người, ông ấy về cơ bản có quyền dùng pháp lực của mình để mà áp chế. Nhưng mà rõ ràng ông ấy không hề dùng tới pháp lực của mình để mà áp chế cái người mẹ này, mà ông ấy chỉ đơn giản là khuyên người mẹ này không nên làm cái điều sai trái. Và tất nhiên lời khuyên của ông ta đã được tiếp thu. Rõ ràng chúng ta thấy không các bạn, ông ấy rõ ràng là một vị thần có rất có quyền lực, quyền lực rất lớn, ma pháp luật là rất là mạnh, nhưng mà trước những cái con người yếu đuối, ông ta không hề dùng cái pháp lực đó để mà trấn áp, để mà lấy uy mà dọa kẻ khác, mà ngược lại ông ấy giáo dục con người. Chứ nó không giống như cái lực lượng an ninh của một quốc gia nào đó mà vì dân làm sai mà đập dân te tua. Thì đó, cái đó mà mình nói vui thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là gì, cái người này là vị thần chết á, là một cái người mà có thể thấy là chúng ta thấy ông ấy một cái con người tuy rất mạnh nhưng mà cũng rất bao dung, và cũng là một người biết đúng biết sai, biết lẽ phải, chứ không phải là cứ không biết kiềm chế cảm xúc rồi làm hại đến người khác, thậm chí rồi sau đó là làm hại cả bản thân mình. Và gì, các bạn nên nhớ là câu chuyện này nó chứa rất nhiều phép ẩn dụ. Người mẹ này phải ôm cái cây gai, phải hiến tế cái đôi mắt của mình để đến gặp thần chết. Thì giống như trong thực tế cuộc sống vậy đó, đôi lúc muốn đến cửa quan không phải là đơn giản, mà đôi lúc chúng ta phải qua nhiều bước trung gian. Thì người mẹ này cũng giống như vậy, bà ấy thứ nhất đã phải chịu đựng nhiều cái đau đớn về mặt thể xác khi phải ôm cái cây gai nó để nó đâm vào cơ thể, và sau đó phải chấp nhận là đánh mất đi một phần cái cơ thể của mình để mà được đến gặp thần chết. Và thần chết, chúng ta thấy rõ ràng không, thần chết đã trả lại đôi mắt cho người mẹ này, chứng tỏ là gì, ông ấy đã lấy những cái gì mà bà người mẹ này phải bỏ ra để được đến gặp ông ta, để mà trả lại, lấy của dân trả lại cho dân. Một cái điều mà chúng ta phải nói là rất là cần ở một những cái người công chức mà thật sự là tốt bụng, biết lo cho dân, chứ không phải là tìm mọi cách để mà ăn đủ thứ của dân, ăn hối lộ của dân. Để đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Trước cái sai của nhân dân, ông ấy tiếp tục, ông ấy chỉ cho rõ, chỉ cho người mẹ thấy biết mình sai ở chỗ nào để mà sửa, và sau đó là chấp nhận tự nguyện. Đó là đưa đứa con cho ông ta, chứ không phải là ông ta nói lý lẽ, nói này nói kia, giảng thuyết giảng đạo lý. Ông ấy chỉ làm một việc hết sức đơn giản cho người mẹ này thấy bà ấy sai ở chỗ nào để mà bà ấy sửa. Và sau đó ông ấy là vẫn tiếp tục làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình là gì? Đó là đưa cái linh hồn của đứa trẻ này lên thiên đàng để mà nó được sống hạnh phúc. Rõ ràng các bạn thấy không, ông ta không hề làm bất cứ một cái điều gì sai cả, mà ông ấy đã làm đúng cái nhiệm vụ và bổn phận của mình. Cũng như là ông ấy chỉ cho người mẹ này thấy cái sai của bà ta, cũng như là chỉ cho tất cả chúng ta thấy cái sai của mà thường gặp của con người, đặc biệt là của những người mẹ mà quá thương con. Đồng ý, thương con là mẹ là thương con vô điều kiện, nhưng mà con sai thì chúng ta, hay là đúng hơn là nó có những vấn đề gì thì chúng ta phải chấp nhận cái thực tế khách quan đó. Chứ chúng ta không thể nào là vì thương con mà chúng ta làm mọi cách để bao che cái sai đó cho đứa con. Cái điều đó là hết sức không đúng. Rồi thì đó là cái cảm nhận của riêng mình về cái tác phẩm này. Thì mình rất mong là nhận lại được cái sự ý kiến đóng góp của các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái kênh của mình ha. Mình là Lớp Bất Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Bye bye.